ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bóng tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Nhà sư Thích Minh Tuệ là một tu sĩ Phật giáo là chính xác nhỉ? Chứ tại sao lại nói không phải là tu sĩ Phật giáo? Cái đó trong văn bản của Giáo Trung Ương Giáo Hội là nói chưa chuẩn. Nhưng mà thưa thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, có một vị mở ngoặc đóng ngoặc mặt cao tăng cũng ở trong giáo hội, thầy nhận định là đi như thế mà không có được phép này nọ của giáo hội, ăn mặc thì đây là ăn mặc hành đầu đà thì của Đức Phật phải dạy đó, là lấy áo gì đó, những cái đồ thừa thải, thì thầy Minh Tuệ đã lấy từ những cái nơi như là bãi Tha Ma, những cái nơi mà không cần thiết nữa, làm một bộ cà sa cho mình, ba y một bát. Thì có một vị cao tăng nói rằng là trên cái đó là ăn mặc rách rưới, ôm cái nồi cơm đi, giống như là một tên bạch trợn. Thì không biết là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nghĩ như thế nào về cái việc mà phát ngôn của một vị cao tăng trong giáo hội như thế, khi mà một người đồng tu làm theo đúng hạnh đầu đà, ăn mặc theo đúng những gì mà Đức Phật dạy, thì nếu mà gọi cái áo mà hạnh đầu đà đó là ăn mặc rách rưới thì coi như là đã sỉ nhục vào cái lời dạy của Đức Phật rồi. Đức Phật dạy sao người ta đang nói làm như vậy mà cái câu gọi đó là ăn mặc rách rưới, là đồ ba trợn, thì không biết là giáo hội có những cao tăng như vậy mà điều hành giáo hội thì nghĩ như thế nào, thưa Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn? Tôi nghe Hoàng Dương nói thì tôi chưa nghe cụ thể, nhưng mà tôi thấy là nếu mà có những phát ngôn như vậy thì quả thật đây là một cái phát ngôn thực ra mà nói là không đáng có. Và đặc biệt là nếu mà mình có tăng phát ngôn ra thì đây là một cái mà phải xem xét lại tư cách, xem xét lại cái cách tu của cái vị chức sắc đó. Và cái này cũng đòi hỏi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xem xét lại những cái phát ngôn của các vị chư tăng ấy ở trên cộng đồng mạng nếu có đối với hiện tượng sư Minh Tuệ. Thì nhẽ ra tôi lại nói tiếp ở trong cái phần tôi nói tiếp của cái văn bản Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gần như tôi làm cái tôi hiểu là muốn tách rời vấn đề. Cái đó thực ra nó là hoàn toàn không được và nó không đúng. Với lại cái nếu như mà được tư vấn tôi trong cái giáo hội, tôi sẽ tư vấn là chúng ta tuyên bố rõ là sư Minh Tuệ không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc trong hệ thống các cái nơi bằng thờ tự, các cái tổ chức thờ tự theo Phật pháp, theo Phật giáo của Trung ương Giáo hội Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân Việt Nam đều được hưởng theo cái hiến pháp và luật pháp về tự do tín ngưỡng đã quy định vào tự do tín ngưỡng. Thế mà sư Thích Minh Tuệ đã tu như vậy, là có một cái hành tu và có một cái quá trình tu tập như vậy, thì Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phải có kiến nghị với lại các cơ quan chức năng, các địa phương nơi ngày đi qua, tạo điều kiện hết sức tối đa giúp đỡ tạo cho công dân hoặc là cho tu sĩ Phật giáo Thích Minh Tuệ được hành trì cái hành tu của mình theo đúng chính pháp và gặp mọi thuận lợi. Thì đấy mới là đúng cái tinh thần của gọi là chúng tôi vẫn nói trong cái ngôn ngữ mà ngành ngoại giao vẫn nói là bảo hộ công dân, nên là bảo hộ tín đồ, bảo hộ đạo hiếu của mình, mặc dù không phải trong cái tổ chức của mình nhưng mà cũng là tu theo Phật pháp. Mà các vị đã chứng minh rằng là cái uy tín cũng như là cái con đường tu tập của sư Thích Minh Tuệ là như thế, và những cái phát ngôn của sư Thích Minh Tuệ nó rất là khiêm cung. Đó, ngay tôi nói là ngay tế thì ở ngay cái chỗ là cái y là như vậy, những cái bát để mà đi khất thực cũng không làm giống các cái bát mà các khất sĩ hoặc là các tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là cách chung ở trên thế giới người ta làm đó. Như mình
các cái bát khất thực rất là đẹp, phải không ạ? Nó có cái một cái mẫu của nó nhân tính, mà ngài lại đi xin một cái ruột của nuôi cấp điện để làm cái bình bát, thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái ngài cố, có nghĩa là ngài cố tình để không có cái gì đụng chạm đến cái chung, mà nó thể hiện một cái tinh thần tu tập cá nhân. Các Phật pháp, đấy là cái mình phải hiểu, chứ không phải là tại sao ông lại ăn mặc danh dự, ông đã mặc danh dự hay ông cái ba y một bát đó là hành tu đầu đà là phải thực hiện theo đúng cái giới luật như vậy của Đức Phật, thì cái ý đó là những rất nhiều các vị cao tăng tôi nghe cũng đã có một số vị giải thích về cái tam y bát nhã của cái hành tu đầu đà này, thì tôi thấy là nó ghê gớm quá, nó khổ cực quá, người ta phải nhận những cái mảnh vải rơi vãi ngoài đường bỏ đi, hoặc là những cái vải mà ở ngoài bãi tha ma hoặc là cái gì đó để mà ở trên chỗ này kia để mà ghép lại tự tay mình phải khâu lại chắp lại thành một cái bộ y để mà khoác trên người mình, thì tôi cho đấy là cái sự có thể nói là hy sinh dũng cảm và quyết tâm tu tập. Dạ đúng vậy. Thứ trưởng định được mà mong muốn thành chính quả thì mình mới có được cái một có một cái lòng tin và có một cái sự quyết tâm hy sinh khổ hạnh như thế để đi theo cái thành bại như giấc mơ, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết hay lắng lặng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lỵ, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Thank you.
danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa, hãy thật lòng sám hối nay và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy có gì thuộc về ta. Mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hôm thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.